Thưa bà con, chào quý khán giả, chiều nay áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão. Dù không chịu tác động trực tiếp nhưng nó cũng tương tác làm cho gió mùa Tây Nam mạnh lên gây thời tiết xấu cho các vùng biển ở phía Nam. Vùng biển từ Bình Định cho đến Cà Mau ra giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của huyện đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, độ cao sóng từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Để đảm bảo an toàn trong thời tiết này thì bà con ngư dân cần hạ thấp trọng tâm tàu bằng cách đưa các vật nặng cồng kềnh xuống dưới hầm tàu, chuẩn bị phương tiện chống thủng, chống chìm, cứu sinh, chằng buộc dây neo theo chiều dọc của tàu để đi lại an toàn khi gió mạnh và sóng cao, tăng cường chằng buộc các trang thiết bị hàng hóa, mọi thuyền viên thì phải mặc áo phao. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam mạnh, dự báo trong 3 ngày tới, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục có mưa dông nhiều nơi, thời gian mưa sớm từ trưa cho đến hết đêm, đi kèm là nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh ngập úng. Từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 8, mưa mới giảm về diện và lượng, xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn chiều tối. Do mưa nhiều nên thời tiết ở khu vực Nam Bộ khá mát mẻ, ngay cả buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và những địa phương khác không nơi nào quá 32 độ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.